Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào đến ông bà mục sư quản nhiệm, quý vị chấp sự trong hội thánh cùng hết thảy quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa vì sáng nay tôi có cơ hội để đến cùng với hội thánh và có lời Chúa cho hội thánh. Chắc có lẽ trong vòng ông bà anh chị em thì cũng ít người biết đến tôi, cho nên tôi xin được vài phút để giới thiệu sơ về hội thánh nơi tôi hầu việc Chúa cùng với gia đình mình. Tôi hầu việc Chúa, tôi tốt nghiệp trường Kinh Thánh và được Tổng Liên Hội bổ về để phụ tá cho mục sư quản nhiệm hội thánh Phan Rí và đặc trách điểm nhóm Phan Sơn. Hội thánh Phan Sơn thì ở phía tây bắc của tỉnh Bình Thuận, cách đây tầm khoảng 70 km, hướng giáp với Lâm Đồng. Thánh Phan Sơn thì được thành lập tấp chắc khoảng hơn 10 năm. Đa số ở đó thì người đồng bào sắc tộc Cờ Ho, một số ít người Chăm, một số ít người Kinh. Số lượng của hội thánh trong danh sách tầm khoảng 100, nhóm lại tầm khoảng 50 mấy trong mỗi sáng Chủ nhật. Chúng tôi được họp bổ về đó hầu việc Chúa, lo công việc Chúa và chúng tôi ở trực tiếp tại đó để hầu việc Chúa. Đến nay thì Tổng Liên cũng đã công nhận điểm nhóm Phan Sơn trở thành một chi hội nội bộ và chờ cho chính quyền công nhận để trở nên chi hội chính thức. Cảm ơn Chúa vì cách đây tầm khoảng hơn một năm, chắc quý vị cũng nghe, thì tôi bị tai nạn và gãy cánh tay này rất là nặng. Nhưng cảm ơn Chúa thì từng lúc từng hồi Chúa cũng phục hồi và sáng hôm nay tôi có thể đến ngày hôm nay thì có thể lái xe được, đi từ từ lại. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi nhớ là trong lúc mà tôi bị thương á, cũng có một số con cái Chúa cùng với đầy tớ Chúa, gia đình đầy tớ Chúa cũng có hỏi thăm, khích lệ và cũng có những cái sản phẩm hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm ơn tấm lòng của quý vị. Buổi sáng hôm nay, theo như cái đề tựa mà chúng ta có, nghĩ đến ngày về với Chúa, phần Kinh Thánh ở trong Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Kính mời hội thánh chúng ta mở ra Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 4, từ câu 6 đến câu 8. Một lần nữa, kính mời hội thánh đồng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau phần Kinh Thánh này, làm nền tảng cho lời Chúa buổi sáng hôm nay. Kính mời hội thánh theo dõi và tôi sẽ đọc phần Kinh Thánh này. Sau đó hội thánh sẽ đọc chung với tôi câu số 7 làm câu gốc của chúng ta. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Kính mời thánh đọc câu số 7. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Mời thánh đồng ngồi. Khi chúng ta nói với nhau nghĩ đến ngày về với Chúa, hãy nói cách khác là nghĩ đến ngày mình sẽ qua đời, kết thúc sự sống ở trên đất này. Đương nhiên khi chúng ta nói mình về với Chúa thì có hai cái trường hợp xảy ra. Thứ nhất là Chúa đến, Chúa Giêsu Christ tái lâm trở lại trên đất này. Và thứ hai là chúng ta về với Chúa khi chúng ta kết thúc sự sống. Nhưng sáng hôm nay thì tôi nói trọng tâm đến cái vấn đề là chúng ta sẽ kết thúc sự sống mình ở trên đất và trở về với Chúa. Vì chúng ta sẽ nựa nương ở trên cái phần Kinh Thánh mà chính sứ đồ Phao-lô, ông đang nói về cái thời điểm cuối của cuộc đời của ông, để chúng ta học được những điều giá trị trong đời sống của mình. Khi chúng ta nói rằng nghĩ đến ngày mình qua đời, đối với người không tin Chúa, họ nói điều đó không nên nghĩ đến, tiêu cực lắm.
Nhưng khi chúng ta là người có Chúa, thì khi chúng ta nói về, nghĩ đến ngày mình về với Chúa đó, thì chúng ta sẽ nghĩ trong một cái tinh thần tích cực. Vì chính sứ đồ Phao-lô ông nói rằng ông ao ước được về với Chúa. Nhưng vì trách nhiệm, vì sứ mạng mà Chúa đặt để trên cuộc đời của ông, cho nên ông còn sống theo ý muốn của Chúa để tiếp tục hầu việc Chúa cho đến ngày Chúa gọi ông trở về với Ngài. Cho nên nghĩ đến ngày về với Chúa không phải là một điều tiêu cực, nhưng đó là một điều tích cực để chúng ta biết rồi một ngày chúng ta sẽ về với Chúa. Và chúng ta sẽ sống những ngày còn lại trên đất này như thế nào để chuẩn bị cho cái ngày mà chúng ta sẽ trở về với Chúa. Có người nói, tôi là ai mà dám so sánh với sứ đồ Phao-lô? Nhưng chúng ta sẽ nói rằng chúng ta không so sánh với sứ đồ Phao-lô, nhưng chúng ta sẽ học theo sứ đồ Phao-lô. Vì như lời Chúa dạy chúng ta ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 trong câu số 1, chính sứ đồ Phao-lô nói rằng: hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi đã bắt chước Đấng Christ vậy. Cho nên chúng ta sẽ bắt chước hay là học theo sứ đồ Phao-lô để có thể một ngày nào đó mình nghĩ đến ngày mình sẽ trở về với Chúa, chúng ta sẽ học theo những gì sứ đồ Phao-lô ông đã nghĩ về chính cuộc đời của ông trong những năm tháng, những ngày tháng cuối cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Có một câu hỏi như thế này: nếu như hôm nay là ngày cuối cùng mình sống trên đất, thì ông bà anh chị em muốn mình sẽ làm cái điều gì trong cái ngày đó? Nếu giả sử ngày hôm nay là ngày mà mỗi ông bà anh chị em sống ngày cuối cùng trên đất này thôi, thì quý vị sẽ muốn mình làm cái gì trong cái ngày cuối cùng đó? Tôi hỏi như vậy và tôi hy vọng rằng sau lời Chúa buổi sáng hôm nay, mỗi ông bà anh chị em sẽ tự trả lời cho chính bản thân của mình. Mình suy nghĩ và cùng với lời Chúa để chúng ta học biết và chúng ta có một cái câu trả lời cho chính đời sống của mình. Điều thứ nhất, khi chúng ta nói đến việc nghĩ đến ngày về với Chúa, thì chúng ta đọc lời Chúa và chúng ta thấy rằng sứ đồ Phao-lô khi ông biết rằng ngày ông trở về với Chúa gần rồi. Vì đến thời điểm mà chúng ta đọc phần Kinh Thánh này là sứ đồ Phao-lô đã gần như là viết những bức thư cuối cùng gửi cho các hội thánh, gửi cho Timôthê là một người học trò của ông. Ông biết rằng ngày ông sẽ đến La Mã và ông sẽ tuần đạo tại nơi đó gần rồi. Cho nên ông viết những lời này là những lời mà chúng ta nói là những lời tâm tình cuối cùng của một người đầy tớ Chúa, gửi cho một người đầy tớ Chúa trẻ hơn là Timôthê, nhưng cũng là lời gửi cho hết thảy tôi và ông bà anh chị em ngày hôm nay để chúng ta học biết và noi theo. Khi đối diện với những ngày tháng gần cuối cuộc đời của mình, khi nghĩ về ngày mà ông sắp trở về với Chúa, thì sứ đồ Phao-lô nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi mình đã trải qua. Ông nhìn lại và ông nói rằng: về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Chính sứ đồ Phao-lô cảm biết được điều đó, cảm biết rằng ông sắp về với Chúa rồi, ông sắp qua đời rồi. Cái từ của lễ quán, quý vị, nói lên một cái của lễ trong Cựu Ước là một của lễ bằng rượu nho dâng lên và nói lên sự vui mừng, một sự phước hạnh khi được tôn vinh Chúa, khi được giúp đỡ người khác bằng những ơn lành và được thông công với anh em với nhau. Cái của lễ quán nó nói lên cái ý nghĩa như vậy. Cho nên khi ông Phao-lô ông nói rằng ta sắp bị đổ ra làm lễ quán, ý ông muốn nói rằng cuộc đời của ông thật phước hạnh, cuộc đời của ông được đổ ra để tôn vinh Chúa, để thông công với anh em, để gây dựng đức tin cho anh em, và đến bây giờ ông sắp về với Chúa rồi. Cho nên những cái lời đó nó nói lên một cái sự thỏa nguyện của một người đã trải qua những năm tháng ngắn ngủi ở trên đất để có thể nói lên những cái lời cuối cùng như vậy. Tiếp theo, ông nói trong những ngày ngắn ngủi đó thì ông nhìn lại cuộc đời của mình và ông nói rằng: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Và chúng ta sẽ học cái điều đó
ở trong cái khía cạnh nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi mình trải qua. Có ba cái cụm từ: đánh trận tốt lành, xong sự chạy, giữ được đức tin. Và ba cái từ này nó nói lên được hai cái yếu tố chính ở trong đời sống của một con người, một người hầu việc Chúa. Thứ nhất, nói lên cái hành trình theo Chúa và hầu việc Ngài của cái người đó. Và thứ hai là nói lên cái hành trình đức tin của người đó. Và chúng ta sẽ học hai cái điều này ở trong cuộc đời của sư phụ Phaolô để chúng ta áp dụng trên cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Thứ nhất, nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi, sứ đồ Phaolô cho biết hành trình theo Chúa của ông và hầu việc Ngài của ông. Trong cái cụm từ đánh trận tốt lành, ý muốn nói rằng ông xem mình như là một người lính của Đức Chúa Giêsu Christ, một người chiến sĩ của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta nhớ trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu số 3 đấy, sứ đồ Phaolô nói với ông Timôthê gì? Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Và Phaolô ý thức rằng hành trình theo Chúa và hầu việc Ngài của ông là một trận chiến thật sự với chủ quyền, với thế lực, với tất cả những cái quyền lực của thế gian mờ tối này, với tất cả những cái sự khó khăn, bắt bớ, hoạn nạn mà sứ đồ Phaolô trải qua là một trận chiến, quý vị. Khi một người ý thức rằng sự theo Chúa và hầu việc Chúa của mình là một trận chiến, người đó sẽ trở nên một chiến sĩ. Còn nếu như chúng ta không ý thức được rằng hành trình theo Chúa mình là một trận chiến, chúng ta chỉ xem đó là một cuộc dạo chơi, chúng ta không thể trở nên một chiến sĩ cho Chúa được. Khi chúng ta ý thức như Phaolô, khi chúng ta ý thức rằng cuộc đời mình là một trận chiến, thì chúng ta sẽ tập luyện, sẽ tạo nên một cái sự mạnh mẽ để trở nên một người chiến sĩ giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Chẳng những chiến sĩ bình thường, mà sứ đồ Phaolô dùng cái gì? Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi. Chứ một người chiến sĩ thì có nhiều nhiều chiến sĩ lắm. Nhưng mà chiến sĩ giỏi mới là một cái điều mà sứ đồ Phaolô hướng chúng ta đến. Và chúng ta nhìn vào trong một cái trận đánh, hay là những cái quân đội của những cái thời xưa đó, cũng như thời hôm nay, chúng ta thấy có những người chiến sĩ họ cũng xuất phát giống như nhau, nhưng mà sau một thời gian có những người được nâng lên đến nỗi là trở nên những người tướng lĩnh. Đó là những người chiến sĩ giỏi, quý vị. Sứ đồ Phaolô hướng cuộc đời của chúng ta trở nên một người chiến sĩ giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều thứ hai, cụm từ thứ hai mà sứ đồ Phaolô dạy ở đây, ông nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy. Ý muốn nói rằng ông đã hoàn thành được cái mục đích cuộc đời của mình, mục đích mà Đức Chúa Trời, hay là cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong cuộc đời của ông. Trong nhiều lần, sứ đồ Phaolô ý thức được rằng hành trình theo Chúa và hầu việc Ngài của ông là một cuộc chạy, không phải là một cuộc đi. Đi á thì có thể gì? Đi từ từ cho nó tới. Nhưng chạy có nghĩa là gì? Tranh thủ chạy, mà chẳng những chạy ở trong một cái đoạn đường bình thường, mà chạy trong một cuộc thi. Để làm sao? Để cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, càng tới đích sớm càng tốt, để giật cái giải. Cho nên chúng ta nhớ là ở trên thế giới có một cái cuộc chạy mà gọi là cuộc chạy nổi tiếng nhất trên thế giới là cuộc thi marathon. Chúng ta biết cuộc thi marathon đúng không ạ? Cuộc thi marathon này xuất phát từ một cái sự kiện rằng một người lính Hy Lạp chạy từ chiến trường trở về Athens là thủ đô của đất nước mình để báo tin chiến thắng cho vua. Ông chạy một ngày một đêm liên tục không nghỉ. Và khi ông chạy đến Athens đứng trước mặt vua và những người tướng lĩnh, ông báo tin trong cái sự ngắt quãng vì lúc đó ông mệt quá rồi. Ông báo tin rằng hãy vui lên đi, chúng ta đã chiến thắng. Ông chạy suốt một ngày một đêm với một cái sứ mạng là đem một cái tin chiến thắng về cho vua và dân tộc của mình. Khi ông nói xong những cái lời ngắt quãng như vậy đó, thì ông gục ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Ông mang trên mình một cái sứ mạng, một cái mục đích cho cuộc chạy đó, và ông đã làm trọn cho đến cuối cùng. Và sứ đồ Phaolô cũng cho chúng ta thấy được điều đó. Hãy chạy, hành trình này là một cuộc chạy, và chạy với một cái sứ mạng, chứ không phải là chạy cho có,
không phải là chạy bá vơ, không phải là đánh gió, nhưng mà chạy với một cái sứ mạng rõ ràng. Cho nên trong Philip đoạn 3 câu số 13-14, sứ đồ Phaolô cho chúng ta lời Chúa như thế này: hỡi anh em, về phần tôi không tưởng mình đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quấy lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực giải vì sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ông biết rằng ông phải chạy với một cái mục đích, mà ông cứ chạy nhắm về cái mục đích đó mà chạy với một cái sức lực, với một cái sự hết sức nỗ lực để đạt được cái mục đích đó. Cho nên thưa với ông bà anh chị em, khi chúng ta nói về sứ đồ Phaolô trong cái câu nói của ông: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, thì ông cho chúng ta thấy được rằng hành trình theo Chúa của mình là một cuộc chạy, là một cuộc chiến. Ông bà anh chị em có thấy điều đó không? Ông bà anh chị em có thấy cuộc đời của mình là một trận chiến thật sự, là một cuộc chạy mà mình phải cố gắng, phải nỗ lực để có thể bươn tới, để có thể đạt được những mục đích trong cuộc đời của mình? Hay chúng ta chỉ mới thấy cuộc đời của mình như là một cuộc dạo chơi trên đất? Hay cuộc đời mình chỉ là một cái cuộc sống bình lặng? Mình ao ước rằng cuộc đời của mình nó nhẹ nhàng, nó bình lặng, nó trôi qua để rồi mình gặp Chúa. Nhiều người theo Chúa ai cũng nghĩ rằng: tôi ước ao cuộc đời tôi bình an. Tốt, bình an là điều chúng ta cần phải hướng đến trong cuộc đời của mình. Những bình an đó không có nghĩa là không thiếu đi những sóng gió. Bình an đó không có nghĩa là không thiếu đi những cái sự chiến đấu. Nhưng mà bình an để chúng ta có thể bước đi và bước vào chiến trận để hầu vị Chúa. Điều tiếp theo, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô trong cái hành trình theo Chúa của ông, ông gặp không biết bao nhiêu hoạn nạn, không biết bao nhiêu sự thử thách. Có một lần ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 11, sứ đồ Phaolô nói về những điều mà ông đã trải qua. Trong Côrintô thứ nhì đoạn 11 câu 23 đến câu 27, chúng ta đọc lời Chúa trong đó chúng ta sẽ thấy: tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đôi phen tôi đã gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc lắm lúc thức đêm, chịu đói khát thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lộ. Khi chúng ta đọc những cái lời mà sứ đồ Phaolô viết, ông viết không phải để kể công của mình, không phải để khoe mình với những người khác là ông làm được điều này, làm được điều kia đâu, nhưng viết để khích lệ chúng ta, quý vị. Khích lệ rằng hãy cùng ông chịu khổ, hãy cùng ông chiến đấu, hãy cùng ông chịu những cái điều đó để theo Chúa và hầu việc Ngài. Vì rồi tất cả những điều đó sẽ qua đi. Tất cả những điều đó sẽ qua đi, và trải qua những điều đó rồi, sứ đồ Phaolô mới thấy được cái điều phước hạnh. Điều tiếp theo trong câu nói của sứ đồ Phaolô trong lời Chúa ở đây: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Ông xem cuộc đời của mình là một trận chiến, một cuộc chạy, và đến cuối cùng ông nói rằng ông đã giữ được đức tin. Thưa ông bà anh chị em, giữ được đức tin là cái điều mà tại sao chúng ta thấy ông Phaolô lại chú trọng đến. Khi chúng ta nghe ông Phaolô nói rằng ông đã giữ được đức tin, có lẽ đôi khi chúng ta cảm thấy hơi bất ngờ. Bất ngờ vì sao một người đầy tớ Chúa, đầy ơn, đầy sự mạnh mẽ, đầy sự nóng cháy giống như Phaolô lại quan tâm đến cái việc giữ đức tin? Đáng lẽ rằng ông là một người mạnh mẽ, ông là một người đầy đức tin, đầy ơn trước mặt Chúa, thì đối với ông cái chuyện giữ đức tin là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà ông phải đề cập đến. Nhưng không, khi chúng ta nghe ông Phaolô nói điều như vậy, chúng ta hiểu được ý của Phaolô rằng ông xem cái việc một người giữ được đức tin là một cái điều rất là quan trọng.
Và ông xem cái việc đó không phải là chuyện dễ dàng để giữ được đức tin, thưa ông bà anh chị em. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng giữ được đức tin trọn vẹn cho đến cuối cùng là một chuyện đơn giản, nhưng không phải. Giữ được đức tin cho đến cuối cùng không hề đơn giản, cho nên sứ đồ Phaolô mới nói ở đây. Còn nếu như chuyện đơn giản thì có lẽ sứ đồ Phaolô không đề cập đến. Nhưng ông đã nói được điều đó, ông nói lên điều đó để chúng ta thấy rằng cuộc đời một con người ngồi cái chuyện theo Chúa, hầu việc Ngài, thì cái chuyện giữ được đức tin của mình trọn vẹn cho đến cuối cùng là điều hết sức quan trọng. Đương nhiên giữ đức tin không có nghĩa là mình tin Chúa cho đến cuối cùng là được. Giữ đức tin không phải là chuyện là mình nói là tôi theo Chúa, tôi là một tín đồ tin lành. Từ khi tôi tin Chúa cho đến ngày tôi về với Chúa, tôi vẫn là tín đồ tin lành. Điều đó chưa phải là giữ đức tin trong cái ý của sứ đồ Phaolô. Ông muốn nói giữ đức tin của ông có nghĩa là đức tin của ông trọn vẹn, tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Và ông bám níu lấy Ngài một cách không hề lay chuyển trong cuộc đời của ông. Đó mới là điều mà chúng ta thấy trong việc giữ đức tin, chứ không phải giữ một cái danh tín đồ tín lành, một cái danh của một người tin Chúa, rồi cứ sống một cuộc sống nó lơ lơ lửng lửng, nửa chừng nửa vời, nửa đời nửa đạo, không phải như vậy. Cho nên sứ đồ Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu số 12, chúng ta thấy gì? Ông nói rằng: "Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã." Sứ đồ Phaolô ý thức được rằng không phải dễ dàng để giữ được đức tin đâu, nhưng phải giữ mình đấy quý vị, phải giữ cái đức tin của mình, và hằng ngày hằng đêm phải luôn gìn giữ đức tin đó cho trọn vẹn. Đừng nghĩ rằng và đừng vỗ ngực xưng tên rằng tôi đứng, tôi vững, nhưng ngã lúc nào không hay. Chúng ta nhớ ông Phi-e-rơ không? Khi ông nói với Chúa Giê-xu trước khi Chúa lên, Chúa bị bắt, ông nói gì? Dầu mọi người có bỏ thầy, có chối thầy, tôi cũng không bao giờ bỏ, không bao giờ chối thầy đâu. Nhưng chỉ một lúc sau thôi thì ông là người đầu tiên chối Chúa 3 lần. Cho nên cái chuyện giữ đức tin, giữ cái lòng của mình với Chúa trọn vẹn, nó không phải là chuyện dễ, nhưng chúng ta làm được nhờ ơn của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô đã khích lệ điều đó, đã nhắc cho chúng ta biết điều đó để chúng ta có thể giữ đức tin của mình cho vững vàng cho đến ngày gặp Chúa. Hãy tỉnh thức, hãy mở cái đôi mắt thuộc linh của mình ra để nhìn xem mỗi ngày đức tin của mình đang ở đâu. Đức tin của mình đang tập chú về Chúa cách hoàn toàn, trọn vẹn, hay là bị chi phối bởi những gì ở trong thế gian này, bị lệch lạc bởi những điều ở giữa thế gian này. Hãy giữ đức tin của mình. Khi sứ đồ Phaolô đã nói và để nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi mình đã trải qua, thì ông nói tiếp ở trong câu số 8. Ở trong câu số 8: "Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." Trong câu số 6 và câu số 7, ông nhìn lại cuộc đời mình trải qua, nhưng đến câu số 8 thì ông nhìn tới những điều phước hạnh quý giá ở trong cõi đời đời, quý vị. Ông hướng cuộc đời của ông đến cõi đời đời, và ông hướng những người nghe ông đến cõi đời đời. Thì thứ nhất, sứ đồ Phaolô khi hướng tới những điều quý giá trong cõi đời đời thì ông nói rằng mão triều thiên đã dành sẵn cho ta. Sứ đồ Phaolô khẳng định rất là rõ: hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Tại sao sứ đồ Phaolô có thể mạnh dạn, có thể tuyên bố được điều đó? Tại vì ông đã trải qua tất cả những sự khó nhọc, những sự chiến tranh trong đời sống thuộc linh, trong đời sống hầu việc Chúa, giữ được đức tin của mình trọn vẹn, thì ông mới có thể tuyên bố được điều đó. Ông có thể nói lên được điều đó, ông có thể nhìn thấy được cái phần thưởng mà Chúa dành cho ông, mặc dù ông vẫn còn đang sống trên đất. Ông bà anh chị em có thấy được điều đó không? Ông bà anh chị em, mỗi lần chúng ta nghĩ rằng ô, một ngày nào đó mình sẽ trở về với Chúa, mình có thấy được cái phần thưởng là cái mão triều thiên đang dành sẵn cho mỗi một chúng ta hay không?
Sư đồ Phaolô nói ở trong cái điều mà ông khẳng định ở đây, ông nói rằng Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Tại sao ông nói rằng Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo triều ấy cho ta? Khi ông nói lên điều đó để cho chúng ta thấy được một điều rằng ông thật sự biết đấng mà mình đang hầu việc, quý vị. Ông không có mơ hồ ở trong đời sống theo Chúa và hầu việc Ngài. Ông không có mơ hồ ở trong cái đời sống đức tin của ông. Nhưng khi ông nói rằng Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo triều ấy cho ta, ý ông muốn nói rằng đấng mà ông đang hầu việc, đấng mà ông đã cố gắng để theo đuổi cuộc đua để hầu việc Ngài sẽ ban mạo ấy cho ông trong ngày đó. Nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa nhưng mà chúng ta không tập chú về Chúa. Nhiều khi chúng ta theo Chúa nhưng chúng ta không để lòng của mình trọng tâm vào Chúa, mà chúng ta hầu việc Chúa vì một điều nào đó, vì danh tiếng, vì địa vị, hay là vì một cái điều gì đó của con người tung hô chúng ta. Và nhiều khi chúng ta gặp những khó khăn, gặp hoạn nạn, gặp sự bắt bớ, đôi khi chúng ta nản lòng vì chúng ta không tập chú về Chúa. Nhưng sứ đồ Phaolô biết rằng chính Chúa là đấng sẽ ban mạo triều ấy cho ông, cho nên ông mới cố gắng, mới nỗ lực hết sức hết lòng để có thể hầu việc Chúa cách tín trung, vì ông biết rằng Chúa là đấng sẽ ban điều ấy cho chính ông. Điều tiếp theo chúng ta thấy ông nói về cái mão triều thiên đó, quý vị. Mão triều thiên trong các cuộc thi ngày hôm nay, nếu chúng ta xem ở trên TV hoặc xem những cái cuộc thi Olympic, thi Olympia, khi một người chiến thắng á, thì người ta đội cho một cái vòng nguyệt quế. Đội vòng nguyệt quế tượng trưng cho cái sự chiến thắng. Và sứ đồ Phaolô dùng cái hình ảnh của mão triều thiên để nói lên rằng đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Khi chúng ta chiến thắng trong trận chiến, khi chúng ta chiến thắng trong cuộc đua, thì mão triều thiên sẽ để dành cho ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 25, sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy: hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Tôi đọc nhầm. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Cảm ơn Chúa. Vì người đời, họ có những cuộc đua tranh của họ, họ cố gắng phấn đấu cho nhiều mục tiêu, và họ, chúng ta thấy rằng đôi khi những người mà họ có những cuộc thi ở trong đời này á, họ nỗ lực kinh khủng lắm, quý vị. Họ phải chịu khó, chịu nhọc, thức sớm, dậy thức đêm, dậy sớm, vân vân các kiểu, để họ có thể đạt được cái mão vinh hiển của họ. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng gì? Những phần thưởng ở đời này là hay hư nát, chỉ tạm bợ mà thôi. Nhưng chúng ta cố gắng nỗ lực trong đời sống theo Chúa và hầu việc Chúa của chúng ta, giữ được đức tin của mình cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ được mão triều thiên không hay hư nát ở trong nước của Ngài. Điều đó khích lệ tôi và ông bà anh chị em, để là chúng ta hướng cuộc đời của mình, hướng tấm lòng của mình, để chúng ta hướng về những điều giá trị và còn lại trong cõi đời đời, chứ không phải là những điều ở trong cõi tạm này. Và điều cuối cùng mà sứ đồ Phaolô nhắc đến ở đây, ông nói rằng mão triều thiên cũng dành cho những người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Mão triều thiên đó không chỉ dành cho Phaolô, nhưng ông nói rằng chẳng những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Đó là điều dành cho tôi và ông bà anh chị em đây. Ông Phaolô khẳng định rằng mão triều thiên mà Chúa dành sẵn cho ông là không phải chỉ một mình ông có đâu, nhưng ông nói rằng mão triều thiên ấy cũng dành cho hết thảy mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài, giống như tôi và ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em có thấy mình ở trong hình ảnh đó không? Ông bà anh chị em có thấy được cuộc đời của mình ở trong cái lời mà sứ đồ Phaolô nói không, là người mà đang yêu mến sự hiện đến của Chúa không?
Ông bà anh chị em có trông đợi ngày Chúa trở lại không? Ông bà anh chị em có trông đợi một ngày mình sẽ được gặp Chúa và mình sẽ nhận được cái mão triều thiên giống như Phao-lô đã nhận được không? Tôi ao ước ông bà anh chị em sẽ thấy được hình ảnh của mình trong cái câu kết luận của sứ đồ Phao-lô là một người trông đợi hay là yêu mến sự hiện đến của Chúa. Một người yêu mến sự hiện đến của Chúa là một người thứ nhất là đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Người đó có lòng, hết lòng hầu việc Chúa trong những năm tháng ngắn ngủi trên đất. Và người đó trông chờ ngày được gặp Chúa. Nếu một người có đức tin theo Chúa nhưng không hết lòng hầu việc Chúa, tôi tin rằng người đó sẽ không bao giờ yêu mến sự hiện đến của Chúa đâu. Đúng không quý vị? Nếu người đó chỉ tin Chúa giống như một tín đồ đi đến thờ phượng Chúa xong về, đi đến thờ phượng Chúa xong về, không có hầu việc Chúa, không có nỗ lực cho những giá trị trong cõi đời đời, người đó sẽ không có yêu mến hay là trông chờ ngày Chúa trở lại đâu. Đối với người đó thì ngày nào Chúa đến hay, ngày nào Chúa đem mình về rồi hay, nhưng mà không có sự trông đợi, không có sự yêu mến, không có sự mong muốn được gặp Chúa. Nhưng một người hết lòng hầu việc Chúa thì người đó sẽ luôn trông đợi và chờ được gặp Chúa, vì biết rằng gì? Mình sẽ nhận được cái phần thưởng xứng đáng dành cho mình. Tôi nên tôi khích lệ điều này cho ông bà anh chị em, giống như sứ đồ Phao-lô khích lệ, chúng ta cũng hãy sống một cuộc đời với một cái sự trông đợi, với một cái sự yêu mến, với một cái lòng hết lòng chờ đợi Chúa trở lại. Điều đó nó sẽ thôi thúc trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta biết mình phải sống như thế nào trong những năm tháng ngắn ngủi này ở trên đất, chứ không phải chúng ta chỉ theo Chúa cho qua ngày rồi ngày nào gặp Chúa hay. Không nên như vậy. Xin Chúa ban phước cho tôi và ông bà anh chị em để chúng ta thấy được những điều mà sứ đồ đã trải, Phao-lô đã trải qua. Trận chiến của tôi và ông bà anh chị em, trận chiến của tôi và ông bà anh chị em đang ở trong đó là gì? Ông bà anh chị em đang ở trong trận chiến nào? Chúng ta có nhận ra không? Chúng ta đã có nhận ra được trận chiến trong cuộc đời của mình là gì hay không? Đó có thể là hành trình theo Chúa và đối diện với biết bao nhiêu thách thức khó khăn. Đó có thể là những sự cám dỗ của đời này. Cuộc chạy mà ông bà anh chị em đang ở trong đó là cuộc chạy gì? Đó có phải là chức vụ mà Chúa giao trong hội thánh, chức vụ, trách nhiệm mà Chúa giao ở trong ban ngành, hay là công tác mà Chúa đặt để ở trong mỗi ban ngành, chức vụ hay là sứ mạng mà Chúa giao trong đời sống cá nhân? Ông bà anh chị em có đang ở trong cuộc chạy đó không? Đang ở trong sự nỗ lực để có thể đạt đến mục đích, nhận lấy nhiệm vụ và chạy đến nơi để có thể hoàn thành cái chức vụ và cái sứ mạng để hoàn thành cuộc chạy đó trong cuộc đời ông bà anh chị em hay không? Và có điều gì đang thách thức đức tin của ông bà anh chị em? Có điều gì đang thách thức mỗi người chúng ta để chúng ta không giữ được đức tin? Có những hoàn cảnh sống đúng không ạ? Có những hoàn cảnh sống khó khăn, có những sự đau ốm bệnh tật, có những cái sự liên quan đến công việc, làm ăn, tài chính, rồi những cái mối quan hệ ở đời này. Những cái đó là những cái thách thức mà nó dễ khiến cho một con người lui đi trong đức tin lắm. Cho nên chúng ta phải nhận ra trận chiến mình đang ở trong đó, cuộc chạy mà mình đang nhận lãnh và thách thức mình cần phải vượt qua để có thể cuối cùng chúng ta nói được như sứ đồ Phao-lô. Có một câu nói như thế này: sẽ không có những mão, sẽ không có những người đội mão triều thiên ở trên thiên đàng mà người đó trước chưa từng đội mão gai ở dưới đất. Có nghĩa rằng mão triều thiên chỉ dành cho những người mà khi họ sống ở dưới đất này nỗ lực, chịu khó, chịu nhọc, chịu hy sinh, phấn đấu cho những cái điều còn lại trong cõi đời đời, giữ được đức tin cách trọn vẹn dù gặp thách thức, cám dỗ, chống đối, bắt bớ. Hay nói cách khác là đội mão gai giống như Chúa. Và khi chúng ta đội được mão gai ở dưới đất này thì đến ngày chúng ta gặp Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên, thưa ông bà anh chị em.
Cho nên hành trình theo Chúa của tôi và ông bà anh chị em là một hành trình hết sức là khốc liệt, với nhiều chông gai, nhưng đó cũng là một hành trình phước hạnh. Và tôi quay trở lại với cái câu hỏi đầu giờ. Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng mình sống trên đất, thì ông bà anh chị em muốn làm điều gì? Câu hỏi này là một câu hỏi mà tôi đã nhận được khi tôi còn là một thiếu niên. Trong cái nhóm thiếu niên của chúng tôi, khi mà chúng tôi nghe anh chị hướng dẫn đặt ra câu hỏi này, có một số bạn nói rằng: con em sẽ dành thời giờ để em ở bên ba mẹ em, nói những lời yêu thương, nói những lời xin lỗi vì trước kia em có những cái điều không đúng với ba mẹ. Các bạn khác thì nói rằng: em sẽ dành thời giờ để em nói về Chúa cho cái người bạn thân của em, vì trước giờ em muốn nói lắm nhưng mà em chưa có làm được, bây giờ em phải nói bằng được. Và có nhiều cái điều nói ra là họ muốn nói lên cái điều mà mình ấp ủ biết bao lâu nay nhưng mà chưa làm được, thì họ muốn rằng cái ngày cuối cùng họ sống trên đất này, họ sẽ làm cái điều đó. Bằng không là không kịp. Đó là những cái câu trả lời mà tôi nhớ lại trong lúc thiếu niên của tôi, là các bạn cùng trang lứa với tôi trả lời như vậy. Ông bà anh chị em nghĩ gì về câu hỏi này? Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà ông bà anh chị em sống trên đất, thì ông bà anh chị em muốn làm điều gì? Ông bà anh chị em có giống như những bạn thiếu niên kia, là có muốn làm một cái điều gì đó mà cuộc đời của mình bấy lâu nay ấp ủ cưu mang, muốn làm đắm nhưng mà chưa làm được không? Chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đến điều đó, đúng không ạ? Nhưng khi tôi nghe mấy anh chị hướng dẫn trả lời cái câu này á, thì tôi nhớ đến bây giờ, và điều này theo tôi suốt cả cuộc đời của tôi. Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn sống trên đất, tôi sẽ ước ao rằng, tôi sẽ mong muốn rằng, tôi sẽ sống như ngày hôm qua tôi đã sống. Câu nói đó có nghĩa gì quý vị? Câu nói đó có ý nghĩa rằng tôi sẽ không chần chờ cho đến hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống, thì tôi mới làm cái điều mà tôi mong muốn. Mà tôi sẽ sống như ngày hôm qua tôi đã sống, có nghĩa rằng tôi sẽ tận dụng tất cả những gì để tôi sống như ngày cuối cùng. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, và nếu như ngày mai Chúa cho tôi sống thêm một ngày nữa, tôi cũng sẽ sống như ngày hôm qua tôi đã sống, là ngày cuối cùng trên đất. Có nghĩa rằng cuộc đời của chúng ta cần phải biết mình sẽ về với Chúa bất cứ lúc nào Chúa muốn, và đến lúc thời điểm đó thì chúng ta cũng sẽ nói được như sứ đồ Phao-lô rằng: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Chứ không phải đợi đến ngày mình về với Chúa rồi mình mới ước ao như vậy. Cho nên xin Chúa ban phước cho tôi và ông bà anh chị em, để rồi mình thấy cuộc đời của mình nó ngắn ngủi, và nó cũng có nhiều cái điều mà chúng ta cần phải vượt qua để có thể bước đi với Chúa. Chúng ta nhớ bài thánh ca 839 không? Đến với Chúa tay trắng thôi sao? Mai đây tôi về với Chúa trên trời, mang tay không gặp Chúa thôi sao? Chẳng lẽ chúng ta về với Chúa mà mang hai bàn tay trắng, không có một cái điều gì để đem đến cho Chúa, không có một cái điều gì để trình dâng lên cho Chúa hay sao? Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và ông bà anh chị em, để chúng ta có thể tận dụng thì giờ, tận dụng cơ hội, và nói như sứ đồ Phao-lô rằng: hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Hãy siêng năng và chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sắng, hãy hầu việc Chúa. Xin Chúa ban ơn thêm sức, để rồi một ngày nào đó, một khoảng thời gian nào đó trong đời sống, quý vị có cơ hội để ngồi lại ha. Nếu như ngày hôm nay, chiều tối nay trở về với gia đình, tìm một cái góc riêng nào đó ngồi lại mà suy nghĩ, nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng con sống trên đất, thì con có thể nói được như Phao-lô hay không? Nếu như ông bà anh chị em nói được như Phao-lô, tôi chúc mừng. Nhưng chúng ta chưa đủ mạnh dạn để nói như Phao-lô, thì chúng ta phải coi thử còn điều nào trong cuộc đời của mình nó đang ngăn trở, nó đang khiếm khuyết mà để mình không được nói như Phao-lô, thì chúng ta chỉnh sửa lại, chúng ta thay đổi lại, và chúng ta làm lại để cho cuộc đời của mình cũng có thể nói được như Phao-lô. Chúng ta không so sánh với sứ đồ Phao-lô, nhưng chúng ta học theo sứ đồ Phao-lô. Xin Chúa ban phước cho tôi và ông bà anh chị em. Amen.